Thảm họa nào sẽ xảy ra nếu mặt trời đột ngột biến mất? Điều đầu tiên bạn làm khi thức dậy vào buổi sáng là gì? Nhiều người đi đến bên cửa sổ và vén rèm để ánh nắng ban mai sưởi ấm khuôn mặt. Không gì có thể chiếu sáng và bắt đầu cả ngày của bạn như tia nắng mặt trời. Thật dễ dàng cho con người tận hưởng ánh nắng, cho dù đó là chơi trên bãi biển vào ngày hè hay tắm nắng bên hồ bơi. Tất cả chúng ta đều yêu thích sự ấm áp của mặt trời. Ngay cả trong tiết trời dịu mát khi các mùa xen kẽ nhau, một tia nắng trong ngày se lạnh cũng đủ sưởi ấm lòng người. Bạn đã bao giờ tự hỏi mặt trời quan trọng như thế nào đối với con người trên trái đất? Điều gì sẽ xảy ra nếu mặt trời đột ngột biến mất? Nói cách khác, nếu mặt trời đột ngột tắt, chúng ta phải làm gì? Hãy cùng chúng tôi giải đáp từng câu hỏi trong video dưới đây nhé. Đầu tiên, mặt trời quan trọng như thế nào? Như chúng ta đều biết, mặt trời là ngôi sao ở trung tâm của hệ mặt trời, cũng là một hình cầu lý tưởng được đan xen bởi plasma nóng và từ trường, chiếm hơn 99% khối lượng của toàn bộ hệ mặt trời. Đường kính của mặt trời gấp 109 lần trái đất và khối lượng của nó tương đương với 1,3 triệu trái đất. Xét về thành phần hóa học, 3/4 vật chất chính cấu tạo nên mặt trời là hydro và phần còn lại hầu như là heli, oxy và các nguyên tố khác. Mặt trời tiêu thụ khối lượng vật chất khoảng 4 triệu tấn mỗi giây, năng lượng mà nó tạo ra tương đương với việc nổ đồng thời 91 tỷ hay 1 triệu tấn bom nhiệt hạch trong một giây. Nếu chuyển thành nhiệt, con người cần đốt 130 triệu tấn than. Có người đã từng đưa ra giả thuyết rằng nếu bề mặt trái đất đột nhiên bị bao phủ bởi một lớp băng dày 1.000 km, thì dưới tia nắng mặt trời, chúng ta chỉ mất 1 giờ để lớp băng này hoàn toàn tan rã. Nhiệt độ bên trong của mặt trời vượt quá 20.000 độ, trong khi nhiệt độ bề mặt là khoảng 5.700 độ. Nhiệt độ nóng chảy của thép là 1.700 độ, vì vậy chỉ cần đưa thép đến gần mặt trời, nó sẽ bốc hơi ngay lập tức. Nguồn năng lượng mạnh mẽ của mặt trời đến từ phản ứng tổng hợp hạt nhân diễn ra liên tục bên trong. Điều này cũng khiến mặt trời trông giống như một quả cầu lửa. Và do các yếu tố cấu thành của nó, cho đến nay nó là nguồn năng lượng quan trọng nhất để duy trì sự sống trên trái đất. Không chỉ trái đất, mà tất cả các thiên thể khác trong hệ mặt trời đều bị khóa trong quỹ đạo hình elip xung quanh mặt trời. Công bằng mà nói, mặt trời là đấng quyền năng tối cao của hệ mặt trời, giữ cho mọi thứ luôn trong trạng thái ổn định. Mặt trời có thể sẽ tắt trong bao lâu nữa? Sở hữu nguồn năng lượng mạnh mẽ là thế, nhưng một câu hỏi đặt ra là nguồn năng lượng đó có phải vô hạn hay nó sẽ bị ở một giới hạn thời gian khổng lồ nào đó? Theo dự đoán của các nhà khoa học, khoảng 5 tỷ năm nữa mặt trời sẽ ngừng tỏa sáng, nhưng trước đó 3 tỷ năm nó sẽ đun sôi toàn bộ nước trên trái đất. Các nhà thiên văn học từ lâu đã có những nhìn nhận về cái chết của mặt trời khi nó hết nhiên liệu để duy trì sự cháy. Tuy vậy, bản chất thực sự việc ngưng hoạt động của quả cầu lửa này vẫn chưa được hiểu một cách rõ ràng. Thay vì nghĩ rằng mặt trời sẽ tắt ngúm một cách đơn giản như suy nghĩ trước đây, thì các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng mặt trời sẽ biến thành một tinh vân lộng lẫy sau khi sử dụng một mô hình máy tính mới. Ông Albert Rijnstra, giáo sư vật lý thiên văn thuộc Đại học Manchester của Anh chia sẻ rằng, nếu chúng ta sống ở thiên hà Andromeda cách đây 2 triệu năm ánh sáng, thì vẫn có thể nhìn thấy mặt trời vào thời điểm đó. Tinh vân hành tinh là những vật thể tuyệt đẹp trên bầu trời. Mặt trời là một ngôi sao có tuổi đời và kích thước trung bình. Đến thời điểm hiện tại, nó đã tồn tại được một nửa vòng đời, tức là khoảng 5 tỷ năm tuổi. Khi lõi mặt trời không còn hydrogen, trung tâm của nó sẽ sụp đổ. Đây cũng là ngày tàn của mặt trời. Vào thời điểm này, bên ngoài lõi mặt trời sẽ xảy ra các phản ứng hạt nhân khiến nó phình ra thành một ngôi sao đỏ khổng lồ và nuốt chửng sao thủy cùng sao kim. Tiếp sau đó, các lớp ngoài cùng sẽ bắn ra với tốc độ 20 km/giây khiến mặt trời mất đi một nửa khối lượng. Phần lõi của mặt trời sẽ nóng dần lên và tỏa ra tia X cùng tia cực tím. Các tia này sẽ nhanh chóng đuổi kịp các loại vật chất đã bị bắn ra và biến chúng thành vòng tròn plasma sáng rực rỡ. Theo dự đoán của các nhà thiên văn học, tinh vân này sẽ tồn tại trong khoảng 10.000 năm. Điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra sau khi mặt trời biến mất? Khi mặt trời biến mất, điều đầu tiên lực hấp dẫn sẽ biến mất. Cần ít nhất 8 phút 20 giây để ánh sáng đi từ mặt trời đến với trái đất của con người, nên tại thời điểm mặt trời biến mất, chúng ta chưa cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào. Nhưng khi nhận ra điều bất thường, các cư dân của trái đất chắc chắn không tránh khỏi hoang mang hoảng loạn. Ngoài ra, do các sóng hấp dẫn phân tán trong không gian cùng với tốc độ của ánh sáng khoảng 1 tỷ 080 triệu km/giờ, nên lực hấp dẫn cũng như ánh sáng của mặt trời đặt lên trái đất cũng sẽ cần 8 phút 20 giây để biến mất. Điều này có nghĩa là khi con người nhận ra sự biến mất của mặt trời thì trái đất cũng bị mất đi ảnh hưởng hấp dẫn của mặt trời. Khi đó trái đất bay theo một đường thẳng trong không gian theo quán tính. Các hành tinh khác trong thái dương hệ cũng dần bị mất quỹ đạo và di chuyển với vận tốc bằng vận tốc chúng đang di chuyển quanh mặt trời nhân với khoảng cách giữa chúng và mặt trời theo đường thẳng tiếp tuyến với quỹ đạo. Sau khi mặt trời biến mất, những điều này sẽ xảy ra sau khoảng 3,2 phút với sao thủy, sao kim là khoảng 6 phút, 12,7 phút với sao hỏa, sao mộc là 43,3 phút, 1,3 giờ đối với sao thổ,
sau Thiên Vương là khoảng 2,7 giờ và sau tận 4,2 giờ sau Hải Vương mới phát hiện ra điều bất thường. Khi mặt trời biến mất, từ phút thứ 9 trở đi thì trái đất sẽ chìm trong bóng tối. Nhưng nhờ nguồn năng lượng hóa thạch và điện nên các thành phố vẫn sẽ tiếp tục sáng đèn, chỉ khác giờ thời điểm nào cũng là ban đêm. Khi đó các ngôi sao sẽ hiện rất rõ ràng trên bầu trời. Ngoài ra, lực hấp dẫn của mặt trời biến mất khiến tất cả mọi thứ bao gồm các hành tinh, thiên thạch sẽ tiếp tục lao thẳng về phía trước. Điều đó có nghĩa là trái đất chúng ta di chuyển về phía những ngôi sao xa xôi với tốc độ 107.826 km/phút. Về mặt lý thuyết, trái đất có thể bị cuốn vào lực hấp dẫn của một ngôi sao khác và bắt đầu quay quanh nó. Tuy nhiên, quá trình này phải mất vài nghìn năm. Cây cối không thể quang hợp do không có ánh sáng. Không có mặt trời thì sẽ không có ánh sáng, mà 99,9% năng suất sản xuất tự nhiên của trái đất đều đến từ quá trình quang hợp, nên ánh sáng mặt trời là yếu tố cực kỳ quan trọng, không thể thiếu trong quá trình quang hợp. Vì vậy, khi mặt trời biến mất, quá trình quang hợp sẽ lập tức dừng lại. Chỉ sau vài ngày hoặc vài tuần, cây cối trên trái đất sẽ chết hết, trừ những cây đại thụ. Những cây lớn khỏe mạnh có thể tồn tại thêm vài thập kỷ mà không cần quang hợp. Thực vật là cột mốc chính trong chuỗi thức ăn. Khi thực vật chết, động vật ăn cỏ sẽ nhanh chóng giảm số lượng và động vật ăn thịt cũng không tránh khỏi. Lượng đường cần thiết để chuyển hóa thành năng lượng sống tích tụ trong các cây đại thụ có thể giúp chúng sống được trong bóng tối nhiều năm. Nhưng khi nhiệt độ trái đất giảm xuống, chúng cũng sẽ chết do nước và nhựa cây bị đóng băng. Cây cối chết đi khiến trái đất mất đi nguồn cung cấp khí oxy để nuôi sống các vật sống. Nhưng do bầu khí quyển của trái đất có chứa tới 6 triệu tỷ kg khí oxy, trong khi đó loài người tiêu thụ khoảng 6.000 tỷ kg khí oxy mỗi năm, nên chúng ta vẫn có thể sống thêm hàng nghìn năm nữa. Con người tồn tại trong không gian lạnh lẽo. Tiếp theo đó, thiếu ánh sáng mặt trời, trái đất sẽ trở nên lạnh giá. May mắn thay, trái đất giữ nhiệt khá tốt và con người sẽ không bị đóng băng ngay lập tức. Ban đầu, nhiệt độ bề mặt trung bình của trái đất sẽ rơi vào khoảng 14-15 độ C. Sau một tuần, nhiệt độ giảm xuống còn 0 độ C và sau khoảng một năm sau, nhiệt độ sẽ là âm 73 độ C. Mọi nơi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cái lạnh, hơi nước trong khí quyển của chúng ta sẽ ngưng tụ và tuyết sẽ rơi ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Nhiều nơi sẽ bị ảnh hưởng bởi bão tuyết, bầu khí quyển của chúng ta sẽ bắt đầu phân tách thành các lớp khí theo mật độ. Các lớp khí dày hơn sẽ hạ xuống mặt đất và các loại khí mỏng hơn sẽ tăng lên, do đó phá vỡ lượng không khí dễ thở có sẵn. Nhưng nếu bạn sống ở gần biển thì nước sẽ giữ nhiệt lâu hơn và giúp nơi bạn ở ấm hơn một chút. Tuy nhiên, khi nhiệt độ trái đất giảm xuống, con người sẽ phải di cư tới các khu vực địa nhiệt như Iceland hay Yellowstone, nơi được hưởng lượng nhiệt sản sinh của chính trái đất. Bất kỳ ai không thể tìm được nơi trú ngụ có nhiệt độ ấm sẽ chết trong khoảng một năm tính từ khi mặt trời biến mất. Và sau khi mặt trời biến mất, từ sau 1-3 năm, toàn bộ các đại dương trên trái đất đều sẽ bị phủ kín bởi băng. Nhưng do được bảo vệ bởi một lớp băng dày và được giữ ấm bởi những lỗ thông hơi nhiệt ở dưới đáy đại dương, nên nước lỏng vẫn có thể tồn tại sâu dưới đại dương. Mặc dù lớp bề mặt đóng băng của biển ngăn cách nước sâu bên dưới và giữ chúng ở dạng lỏng trong hàng trăm nghìn năm, nhưng nước sâu cuối cùng sẽ đóng băng khi nhiệt độ bề mặt trung bình của trái đất đạt đến âm 400 độ F, tương đương âm 240 độ C. Bầu khí quyển cũng sẽ đóng băng và sụp đổ vào thời điểm đó, khiến những người sống sót tiếp xúc với bức xạ vũ trụ khắc nghiệt trực tiếp chiếu xuống. Đây là những dự đoán của chúng tôi nếu như mặt trời biến mất, nhưng đây cũng chỉ là những phỏng đoán ban đầu, và nếu như mặt trời có thật sự biến mất thì quá trình này cũng sẽ kéo dài vài tỷ năm, một khoảng thời gian quá dài so với quãng đời của con người, nên chúng ta cũng chẳng cần quá lo lắng về điều này. Bạn có đồng ý với suy nghĩ của chúng tôi về điều này cũng như các dự báo trước đó hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi được biết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.